Kinh Pháp Cú 423 lời vàng của Đức Phật được xem là quyển kinh Phật bỏ túi, kinh gối đầu giường của người học Phật, tu Phật và trải nghiệm chân lý Phật. Đây là một tuyển tập 423 bài thơ thiền của Đức Phật, giới thiệu bao quát về triết lý cao siêu của Đức Phật bằng ngôn ngữ thi ca giàu chất văn chương. Với 26 chủ đề gồm những bài thơ có tư tưởng và nội dung đề cập đến các khía cạnh chân lý và các giá trị cao quý mà người đọc có thể học và ứng dụng trong cuộc sống, mang lại hạnh phúc và bình an cho bản thân, gia đình, xã hội, bây giờ và tại đây. Lời vàng Phật dạy. Chương 1. Phẩm sông đối. Yamaka Vaga. Ý làm chủ hành vi tạo tác, ý dẫn đầu thiện ác tạo ra. Nếu dùng tâm ý ác tà, nói năng hành động khổ xa vào mình. Như xe chở lăn nhanh theo bánh, bánh đi đâu xe đến liền theo. Mỗi khi tâm thiện đã gieo, quả lành trổ giống bóng đeo theo hình. Ai ôm hận bị người hãm hại, nó đánh tôi và chửi mắng tôi, thắng tôi cướp đoạt của tôi, nhớ hoài bất hạnh khó nguôi hận thù. Ai bỏ được hận thù bị hại, nó đánh tôi và chửi mắng tôi, thắng tôi cướp đoạt của tôi, hận thù tan biến nguôi ngoài cõi lòng. Trả thù hận bằng tâm oán giận, muôn kiếp dài khó đặng thành công. Từ bi chuyển hóa thù chung, đây là định luật công bằng xưa nay. Trong kiếp sống ai ngờ cái chết, rình rập ta chẳng sót mảy may. Người nào giác ngộ điều này, hơn thua tranh chấp dứt ngay tức thì. Ai đắm nhiễm năm điều dục lạc, chẳng giữ tâm làm chủ giác quan. Uống ăn thái quá hại thân, tánh hay lười biếng nhọc nhằn qua loa. Người như thế bị ma đánh bại, cũng giống như gió thổi ngã cây. Khổ đau bất lực nào hay, đều do buông thả đắm say sắc trần. Không nhiễm đắm quán thân nhơ uế, giữ gìn tâm làm chủ giác quan. Uống ăn tiết độ siêng năng, vững vàng như núi trước ngàn bão giông. Dù khoác áo cà sa đỉnh đạt, mà tâm còn uế trượt tham sân. Sống không chân thật buông lung, làm sao xứng hành sa môn sáng ngời. Ai giải phóng tham sân trượt uế, sống thanh cao giữ giới nghiêm minh. Chánh chân làm chủ được mình, người tu như thế thật tình đáng khen. Không chân thật lại cho chân thật, chân thật thì lầm tưởng dối gian. Tà tư tà hành làm nhân, do vậy khó đạt chánh chân trong đời. Cái chân thật thì cho chân thật, không chân thì khẳng định không chân. Chánh tư chánh hành làm nhân, nhờ vậy đạt được chánh chân trong đời. Nhà vụn lợp có nhiều lỗ dột, một trận mưa làm ướt tả tơi. Người không tu tập mãi chơi, dục tham xâm nhập cả đời khổ đau. Nhà lợp khéo chỗ nào cũng kín, nhiều mưa to chẳng ảnh hưởng chi. Với người tinh tấn tu trì, dục tham dứt sạch có gì phải lo. Kiếp này khổ, kiếp sau càng khổ, kẻ ác gian chịu khổ hai đời. Quả sầu đeo bám khôn nguôi, nhớ ác dày dứt khó rời khỏi ta. Kiếp này sướng, kiếp sau càng sướng, người đức cao được hưởng phước vui. Thiện nhân trổ quả còn hoài, nhớ thiện an lạc tràn đầy trong tâm. Kiếp này khổ, kiếp sau than khổ, gieo ác nhân phải khổ hai đời. Lương tâm dằn vặt tơi bời, rơi vào cõi dữ than hoài chẳng xong. Kiếp này sướng, kiếp sau càng sướng,
làm phúc thì sung sướng hai đời. Phúc do làm thiện tuyệt vời, sanh về cõi thiện thảnh thơi lâu dài. Lầu thông cả kho kinh sâu sắc, không thực hành phóng vật ích chi. Khác gì dư kẻ làm thuê, chăn bò cho chủ, có gì của ta. Người nói ít nhưng hành miên mật, bỏ tham sân tỉnh giác thông dong. Hai đời dính mắc không còn, người này xứng hành sa môn sáng ngời. Chương 2. Không phóng vật. Appamada Vaga. Không phóng vật là con đường sống. Kẻ buồn lùng làm hỏng cuộc đời, không còn phóng vật sáng ngời, buồn lùng như kẻ chết rồi ích chi. Sống bất tử với đường tỉnh thức, thói buồn lùng là vật tử sanh. Định thiện, giới hành, tinh cần, ung dung đạo giác, an nhàn thân tâm. Người có trí siêng tu thiền định, luôn tinh cần thức tỉnh ngày đêm. Niết bàn vô thượng xứng tên, khổ đau trói buộc không còn đeo mang. Luôn tinh tấn tự điều chính niệm, nương pháp màu đức hành sáng trong. Giữ mình dứt bỏ buông lung, tiếng lành phước tốt gia tăng mỗi ngày. Luôn nỗ lực vượt qua phóng vật, tự điều thân chủ các giác quan. Trí nhân như đảo vững vàng, bão giông không thể ngập tràn được đâu. Kẻ thiếu trí đam mê phóng vật, bám nghiệp duyên rồi gặt quả sầu. Trí nhân tinh tấn trước sau, như gìn của báo làm giàu bản thân. Cảnh hưởng thụ không thèm màng tới, dục lạc đời chẳng luyến ái tham. Siêng tu thiền định chánh tâm, niềm vui sâu lắng đạt thành khó chi. Người có trí dẹp tan phóng vật, trên lầu cao tuệ giác nhìn trong. Không sầu khổ hết buồn vương, thương người ngu dưới kiếp hồng trần kia. Sống tinh tấn giữa người phóng đảng, tỉnh thức luôn bên cạnh kẻ say. Trí nhân như ngựa khéo nài, bỏ xa người yếu cả bầy sau lưng. Như Đế Thích do tu tinh tấn, khi tái sanh làm chủ cõi thiên, không còn phóng vật được khen, đời hay chỉ trích kẻ ghiền buông lung. Tâm luôn thích niềm vui tinh tấn, sợ buông lung phá hành thanh cao. Tu theo pháp Phật nhiệm màu, đốt tiêu trói buộc sầu đau bao đời. Tâm luôn thích niềm vui tinh tấn, sợ buông lung phá hành thanh cao. Tu theo pháp Phật nhiệm màu, niết bàn sẽ chứng khổ sầu lánh xa. Chương 3. Phẩm tâm. Sitavaka. Tâm dao động sầu lo sợ hãi, khó giữ gìn vùng vẫy theo duyên. Trí nhân làm thẳng tâm này, như người thợ khéo uống tên thẳng hàng. Như tôm cá vất ngoài thủy giới, luôn vẫy vùng hướng tới nước nguồn. Tâm tu vẫy mạnh thoát trần, quyết lòng dẹp sạch ma quân não phiền. Tâm phàm tục chuyền cành như khỉ, theo thú vui thành thị xóm làng. Lành thay làm chủ được tâm, giữ tâm định tĩnh bình an lâu dài. Tâm vi tế khó nhìn khó thấy, theo dục tham thoải mái quay cuồng. Trí nhân làm chủ được tâm, niềm vui nội tại phủ trùm khắp nơi. Đâu cần phải chạy xa sống ẩn, vào hang sâu hóa hiện không thân. Chi bằng điều phục được tâm, vượt qua trói buộc của ngàn ma quân. Đối với kẻ tâm không an trụ, pháp nhiệm màu khó tỏ nguồn khơi. Niềm tin rung động chơi vơi, còn nguồn trí tuệ rạng ngời khó thông. Khi tâm thoát dục tham vướng mắc, buông hận thù ganh ghét hờn ghen, vượt trên thiện ác nhị nguyên,
xứng hàng tỉnh thức, không còn sầu lo. Thần năm uẩn như sành dễ bể, giữ gìn tâm như thể thành trì. Vùng gườm trí tuệ diệt si, thẳng mà quần xấu chớ vì vinh quang. Thần vô thường chẳng bao lâu nữa, nằm vô tri trong cổ quan tài. Khi tâm thoát khỏi thân này, thần như khúc gỗ chẳng xài vào đâu. Người ác độc diệt trừ đối thủ, kẻ oan gia trả đũa oan gia. Không bằng tâm ác hại ta, trầm luân muôn kiếp đường tà lún sâu. Cha mẹ muốn cho con hưởng phước, thương cỡ nào chẳng được dài lâu. Tâm lành nhân tốt gieo sâu, tự mình tạo dựng quả mau lớn dần. Chương 4. Phẩm Hoa. Papavagga. Ai chinh phục địa cầu thiên giới, vượt lên trên cả cõi diêm ma, sao bằng ngộ pháp Phật Đà, như người khéo kết tràng hoa đẹp màu. Bậc hữu học vượt qua trời đất, vượt lên trên cả cõi diêm ma, lại thông chánh pháp Phật Đà, như người khéo kết tràng hoa đẹp màu. Khi tỏ ngộ thân như bọt nước, ảo ảnh như điện chớp trên không, bẻ tan tên của ma quân, vượt tầm thần chết hàng ngàn dặm xa. Kẻ say nhặt các hoa dục lạc, bị tử thần vây bắt kéo lôi, như cơn lũ dữ cuốn trôi, cả làng trong lúc ngủ vùi đêm thâu. Kẻ say nhặt các hoa dục lạc, nhiễm đắm rồi dính chặt khó buông, hàm vùi chưa thỏa nguồn cơn, tử thần đến bắt khó thương lượng gì. Như ông biết bám hoa thưởng thức, không hại gì đến sắc và hương. Giữ gìn hoa hút nhụy sâm, cũng như bậc thánh vào làng hóa duyên. Không bới móc lỗi lầm người khác, chuyện đã làm có đạt hay không. Nhìn mình hành động đục trong, vô tình cố ý đừng mong phạm vào. Như hoa đẹp bên ngoài hấp dẫn, mà bên trong chẳng đậm mùi hương. Lời hay, ý tưởng lạ lùng, không làm vô ích, đáng thương vô cùng. Như hoa đẹp to tròn hấp dẫn, dạng hình thù lại đượm mùi hương. Lời hay, ý tưởng lạ lùng, có làm ắt được quả tròn mười mươi. Như một đống hoa tươi các loại, nhiều tràng hoa được kết sâu nên. Cũng vậy trong chốn hồng trần, thần làm bao việc quý lành đáng khen. Hương mạc lị chiên đàn thơm phức, cả nước hoa chẳng ngược gió bay. Hương người đạo đức thẳng ngay, bay xa ngược gió tháng ngày còn thơm. Hoa vũ quý chiên đàn thơm ngát, hương già la sen sắc hồng tươi. Giới hương số một trên đời, hương hoa chỉ sánh một mười mà thôi. Hương hoa đẹp không nhiều giá trị, cả chiên đàn gỗ quý vậy thôi. Hương người đức hạnh sáng ngời, hòa cùng mây gió khắp trời ngát hương. Người giới hạnh thành cao đúng mực, gìn thân tâm chẳng chút buông lung. Đạt chân giải thoát trí thần, quần mà không thể thấy đường tới lui. Giữa bãi rác bên đường dơ bẩn, có hoa sen thoang thoảng mùi hương. Giữa đời phàm tục nhiễu nhương, có người trí tuệ tình thương sáng ngời. Giữa phàm tục bao người đau khổ, bởi nhiễm tham không tỏ lý chân. Có người Phật tử thực hành, sáng ngời trí tuệ tỏ nguồn tâm linh. Chương 5. Phẩm Ngu. Balavagga. Người trằn trọc đêm buồn thăm thẳm, kẻ mỏi chân ngao ngán đường dài. Người ngu chánh pháp ngoài tai, luân hồi mất hút biết ngày nào ra. Trong cuộc sống tìm mà chưa gặp, bạn đồng hành tâm đắc hơn mình. Chớ nên gần kẻ vô minh,
khổ đau lận đận bám rình khó buông. Bệnh chấp ngã vào con tài sản, nào con ta tài sản của ta, khổ sầu đeo bám chẳng tha. Người ngu nên hỏi tôi là chẳng tôi. Ai ngu dở biết mình còn dốt, nhờ vậy mà chậm lục hết dần. Kẻ đần lại tưởng mình khôn, chí ngu như vậy không còn người hơn. Người ngu tối có gần người trí, không học theo chánh pháp chánh thân, khác gì muỗng với vị canh, trọn đời cũng chẳng thấm nhuần vị hương. Người ngu dốt khéo gần người trí, học Phật ngôn đạo lý hiểu rành, cũng như lưỡi nếm vị canh, vị hương ngon ngọt thấm nhuần trong thân. Người thiếu trí không màng thực tập, bản ngã thành kẻ ác hại thân, bỏ rơi việc thiện đức nhân, đắng cay quả xấu đeo mang trọn đời. Không hối hận việc làm bất chánh, không vượt qua quán tính thói quen, có ngày đẫm lệ sầu than, một khi quả xấu chín vàng mới hay. Với việc thiện làm rồi không tiếc, dù cho người chẳng biết đền ơn, hân hoan vui vẻ đẹp lòng, phước lành trổ quả đón mừng thiện nhân. Hành vi ác khi chưa trổ quả, nhiều người ngu nghĩ nó ngọt ngon, đến khi quả xấu chín hồng, khổ đau bất hạnh khóc ròng ngày đêm. Tu khổ hạnh năm này tháng nọ, đứng một chân ít ngủ ít ăn, một phần 16 chẳng bằng, phước người thấu hiểu rõ ràng duyên sinh. Nghiệp ác dữ chưa liền trổ quả, như sữa tươi đâu đã đông ngay, thầm theo đốt cháy người sai, như than hồng núp dưới hơi tro tàn. Kẻ ngu muội tham danh hư ảo, thường sống trong khổ não đêm ngày, vận may tổn hại lâu dài, nhức đầu căng thẳng nhớ hoài nỗi đau. Hàm danh ảo chút nào tương xứng, ngồi trước trên các hàng tỳ kheo, lấn quyền ngay cả trụ trì, muốn người nể sợ quyền uy của mình. Gây ngộ nhận cả tăng lẫn tục, chứng minh rằng ta tác tạo nên, việc làm lớn nhỏ chuyên quyền, cống cao tham vọng bám chuyện người ngu. Đường tục lụy dẫn về phàm tục, đường niết bàn nẻo giác hướng về. Hiểu thông hai ngõ hết mê, chẳng màng danh lợi hành trì viễn ly. Chương 6. Phẩm hiền trí. Gặp người trí chỉ điều non kém, lòng biết ơn cố gắng sửa sai. Kết thân người trí thật hay, dẫn đường kho báu tại ngay đời này. Bậc hiền trí giúp người sửa lỗi, bỏ đường tà dẫn lối đường ngay. Người lành quý trọng chấp tay, còn phường xấu ác ghét cay vô cùng. Chớ kết bạn với phường xấu ác, kẻ dối gian cay độc tiểu nhân. Hãy thân với bạn hiền lành, học theo gương hành chánh chân sửa mình. Người có trí thấm nhuần Phật pháp, tâm say niềm hạnh phúc cao sâu, cõi tâm thanh tịnh tỏ lầu, ngày đêm an lạc pháp màu thánh nhân. Người làm ruộng làm mương dẫn nước, còn thợ tên trau chuốt mũi tên, thợ cây uốn ván thẳng liền, người khôn làm chủ cái tâm của mình. Như tảng đá vững vàng trước bão, người trí hiền làm chủ cái tâm, điềm nhiên trước cảnh phũ phàng, khen chê chẳng đồng, không màng thị phi. Người có trí thích nghe Phật pháp, gìn an vui, hạnh phúc thông dong. Như hồ sâu thẳm nước trong, không gì khuấy đục cõi lòng tình thanh. Bậc hiền trí không còn chấp mắt, người tịnh thanh bỏ được dục tham, sống trong nghịch cảnh thuận duyên, tâm không dao động vui buồn chẳng sao. Chẳng vì ngã hay người nào khác mà tạo điều độc ác gian tham, chẳng vì con cái giàu sang
chẳng vì ngôi vị trên ngàn muôn dân. Người có trí công bằng ngay thật, giới hành tròn đạo đức thanh cao, noi theo chánh pháp cao sâu, phát huy tuệ giác làm giàu lương tâm. Đại đa số quẩn quanh ba cõi, ít có người vượt khỏi bờ mê. Đa phần chẳng chịu trở về con đường giác ngộ đề huệ chánh chân. Với những kẻ thực hành pháp Phật, khéo giảng tuyên tỉnh thức cõi tâm, đến bờ giác ngộ niết bàn, vẫy chào đau khổ tự sinh bao đời. Bậc hiền trí bỏ buông ái dục, hướng tâm về tỉnh giác niết bàn, không còn ngu dốt sân tham, trên đường hướng thượng căn lành trồng sâu. Hãy vui hướng niết bàn tịnh lạc, không sở hữu bỏ dục ái tham. Trí nhân rửa sạch nội tâm, không còn cấu uế đầy tràn niềm an. Không chấp thủ với tâm chân chánh, bỏ ái tham tu bảy giác chi. Không còn lậu hoặc vướng gì, sống trong an tịnh sáng ngời nhân gian. Chương 7 Phẩm A-la-hán Arahantavaka. Người đã thoát đường vào sống chết, chặt gông cùm xiềng xích đập tan, ưu phiền đã thoát khỏi tâm, không còn phiền não an nhàn đến đi. Người chính niệm tinh cần tỉnh giác, lìa não phiền ái dục chẳng màng. Đó đây vui sống độc thân, bỏ ao con ngỗng ngút ngàn trời cao. Không màng đến tiền tài danh vọng, làm chủ tâm ăn uống vừa chừng, lòng không vô tướng thông dong, xả buông chấp mắt thoát vòng trần gian. Trời cao chim giữa mây ngàn, không gian mất hút dấu chân khó tìm. Ai lậu hoặc ái tham dứt sạch, nhiễm đắm không tự tại luôn luôn, lòng không vô tướng thông dong, như chim giữa chốn hư không khó tìm. Người điều phục sáu căn cảm giác, như ngựa thuần tuân phục chủ nhân, dứt trừ lậu hoặc mạn tham, xứng A-la-hán giữa hàng nhân thiên. Rộng như đất tâm không oán hận, như cột kia trước cảnh thịnh suy, hồ tâm lắng sạch tham si, bậc A-la-hán sáng ngời nhân gian. Người đạt được tâm an ý tốt, lời lẽ lành hành nghiệp đáng khen, thông dòng trí tuệ chánh chân, sống trong tịnh lạc ngập tràn an vui. Không mê tín cắt buông hệ lụy, rèn thức tâm tỏ ngộ vô vi, thực hành vô chấp xả ly, là người tối thượng sánh vị núi cao. Dù sống tại thôn quê làng nhỏ, hay rừng sâu núi cả đồi cao, A-la-hán sống chỗ nào, thời dân nơi đó thấm sâu đạo vàng. Thật thú vị núi rừng xanh thẳm, chỗ người phàm chẳng dám bén chân. Những người bỏ dục lìa tham, chọn nơi trú ngụ chẳng màng lợi danh. Chương 8 Phẩm ngàn Sahasavaka. Dẫu có nói ngàn lời vô ích, chẳng dính gì hạnh phúc cho đời, chỉ bằng chỉ thốt ít lời, thấm nhuần đạo lý giúp người bình an. Dẫu có đọc trăm ngàn câu kệ, chẳng có gì liên hệ niết bàn, chỉ bằng nói pháp ngàn vàng, nghe xong lợi lạc bình an cõi lòng. Dẫu có giảng rất nhiều bài pháp, không giúp người bỏ chấp hết sầu, sao bằng lời pháp nhiệm màu, nghe xong hạnh phúc thật lâu trong người. Người thắng trận trước ngàn quân giặc, đem khải hoàn hạnh phúc nước nhà, chẳng bằng người thắng được ta, chiến công oanh liệt sâu xa tuyệt vời. Tự chiến thắng vượt trên tất cả, hơn kẻ thù giặc giả biên cương. Lành thay điều phục bản thân, sống trong hạnh phúc không còn sầu đau. Dù quyền lực như trời thần quỷ, hay ma vương kẻ dữ ngang tàn, không người có thể sánh bằng. Một người tự thắng
không còn vọng tâm. Dù cúng tế hàng ngàn vàng thẻ cho thần linh thượng đế trăm năm, sao bằng ủng hộ thánh nhân xóa mê khai ngộ dẫn đàn an vui. Dù thờ lửa trăm năm rừng thẳm cũng không bằng cúng hàng chân nhân, cúng dường người trí tốt hơn trăm năm tế tự mơ màng phước duyên. Dù hiến tế trăm năm thượng đế cầu phước lành tuổi thọ dài lâu, chẳng bằng được một phần tư lễ người chánh trực tâm từ thường gieo. Ai cung kính chân tu đạo lực, thực hành theo phước đức sanh sôi, dồi dào sức khỏe đẹp tươi, sống lâu hạnh phúc thảnh thơi tháng ngày. Nếu phải sống trăm năm phóng đãng, sao bằng ngày thiền quán tinh chuyên, trăm năm mê muội triền miên, một ngày tuệ giác hành thiền bình an. Dù có sống trăm năm lười biếng, sao bằng ngày tinh tấn hết lòng, vượt qua gian khó đục trong, quyết tâm đạt được thành công mới dừng. Trăm năm sống mê thân ngũ uẩn, vướng luân hồi lẫn quẩn vần xoay, chỉ bằng ngày một ngộ ngay, vô thường sinh diệt tại đây bây giờ. Trăm năm sống không rành bất diệt, sao bằng ngày ngộ biết vô sanh. Trăm năm mù pháp thượng nhân, không bằng ngày ngộ pháp môn cao vời. Chương 9. Phẩm ác Papavagga. Người có trí gấp làm việc thiện, tránh ác gian như tránh vực sâu. Việc lành lần lửa không mau, tâm tà dành chỗ khổ đau tới liền. Ai đã lỡ gieo trồng nghiệp ác, đừng làm liều tiếp tục gây thêm. Chớ mà biện hộ tìm quên, quả sầu phải gặt xích xiền bủa giăng. Có cơ hội gieo trồng giống tốt, nhớ siêng năng chăm sóc làm hoài, căn lành tăng trưởng mỗi ngày. Những ai tích phước nay mai an lành, kẻ làm ác quả sầu chưa trổ, chẳng phải do nhân quả không thiên. Đến khi quả xấu kề bên, ác thời gặp ác khổ phiền ngày đêm. Người gieo thiện quả lành chưa có, chính là do giờ trổ còn xa. Đủ duyên cây thiện trổ hoa, ở hiền gặt phúc hẳn là lý chân. Đừng xem nhẹ những điều ác nhỏ, vì cho rằng chẳng có hại chi. Hãy xem nước nhỏ vào ly, mỗi giây một giọt, ly ti đầy tràn. Người ngu tối tham gian ác đạo, ngày qua ngày gây tạo nghiệp duyên. Tâm tà nhân xấu tăng thêm, đến khi quả trổ triền miên muộn sầu. Chớ xem thường điều lành nho nhỏ, mà cho rằng chẳng có nghĩa gì. Bình tràng do nước nhỏ rì, siêng năng làm thiền sánh vị trăng sao. Người sống thọ tránh xa độc dược, doanh nhân khôn tránh lối hiểm nguy. Người khôn làm chủ hành vi, lánh xa điều ác hướng đi an toàn. Bàn tay tốt có cầm thuốc độc, không hại ai thương tật héo sầu. Cũng vậy người thiền trước sau, không gây nghiệp ác khổ đau cho người. Kẻ xấu ác hại người đạo đức, như bụi mù đang ngược gió bay. Khổ đau xử kẻ ác ngay, quả sầu hành hạ khó tại trốn đâu. Người thiện vừa sinh từ bụng mẹ, kẻ ác gian sa đọa cõi sầu. Thiện sinh thiên giới rất mau, cực thiện chứng đạo thâm sâu niết bàn. Dầu bay liền trên trời cao vút, hay lặng bơi mất hút biển sâu, chui vào hang đá đi đâu cũng không trốn được quả sầu đã gieo. Dầu bay liền trên trời cao vút, hay lặng bơi mất hút biển sâu, chui vào hang đá đi đâu, tử thần đeo bám không sao xa lìa. Chương 10. Phẩm hình phạt Dandavagga. Như quy luật mọi người sợ chết, sợ chiến tranh, bạo lực, tổn thương. Đặt mình vào cảnh vô thường, không sai người giết cũng không tự làm. Như quy luật mọi người sợ chết, mong bình an,
hạnh phúc sống còn, đặt mình vào cảnh tồn vong, không gây sát nghiệp tổn thương mạng người. Như quy luật ai người cầu phước, không gậy dao giết chết sinh linh, không sao hạnh phúc an bình, đời này đời tới tự mình khổ đau. Như quy luật những người cầu phúc, không dùng dao hại giết một ai, giữ tâm thương quý mọi loài, đời này đời tới an vui trong lòng. Người thô lỗ buông lời ác độc, người trả đòn hằn học chua cay, khổ đau đến với cả hai, lời qua tiếng lại chẳng ai được gì. Dình chánh niệm vô thinh tĩnh lặng, như chuông hư tiếng chẳng ngân vang, với người hướng đến niết bàn, nội tâm thư thái không mang hận thù. Mục đồng khéo dắt bò ăn cỏ, chiều dẫn về nhà chủ nghỉ ngơi, cũng vậy già chết xưa nay, lùa vào sinh tử bao đời chẳng tha. Người ngu tối tạo ra lầm lỗi, do chẳng rành gốc tội đã gây, khổ đau nghiền nát đời này, dày vò phiền muộn sánh tẩy lửa thiêu. Dùng vũ khí gậy dao đánh đập, hành hạ người trù dập tơi bời, quả sầu mười loại sau đây. Một là đau nhức đêm ngày rên la, hai tai biến, ba là thương tật, bốn độn căng ngu ngốc hay quên, năm thường lận đận luật quan, sáu vương trọng tội bị oan hiểu lầm, bảy thân quyến họ hàng ly tán, tám chẳng may tài sản tiêu tan, chín là hỏa hoạn nghèo nàn, mười sau khi chết đọa làm súc sinh. Dù lõa thể ngồi lì tuyệt thực, không gội đầu bệnh tóc rối tung, đừng hòng chuyển hóa tâm hồn, nếu tâm nghi hoặc vẫn còn y nguyên. Sống trang sức bằng nguồn an tịnh, điều phục tâm giới hạnh kiên trì, thương người mến vật từ bi, sa môn phạm chí sánh vị trời cao. Trong trời đất hiếm người chính niệm, biết giữ mình hổ thẹn lương tâm, tránh lời chỉ trích chửi thầm, cũng như ngựa giỏi chẳng cần phạt roi. Như ngựa quý chẳng cần roi chạm, sống nhiệt tâm dũng cảm chuyên cần, vững tin giới đức thiền hành, chọn tìm giáo pháp thấm nhuần lý chân. Dình chính niệm cùng minh hạnh túc, nêu quyết tâm tam độc loại trừ, khổ đau kết thúc thản thư, người này xứng bậc chân tu trên đời. Như thủy lợi làm kênh dẫn nước, kẻ làm tên nắng vuốt cung tên, thợ cây bào ván hai bên, người khôn làm chủ bản thân đêm ngày. Chương 11 Phẩm già Charavaka. Cười sao được, sướng vui sao nổi, khi lửa tham cháy rụi thế gian, tối tâm văn phủ trời đêm, sao không nỗ lực tìm đèn sáng soi. Thân bề ngoài đẹp đầy nhựa sống, ở bên trong một đống vết thương, gây sầu sao lại vấn vương, thân là giả tạm vô thường mong manh. Thân mấy chốc đã già tàn tạ, nơi chứa đầy bệnh khổ hôi tanh, vô thường tổ hợp mong manh, chết là kết thúc tái sanh hồng trần. Thân thể này màu bồ câu trắng, như trái bầu thu đến vứt đi, chết rồi thi thể gớm ghê, có gì vui thích mãi mê thân này. Ôi thân thể như thành trì cổ, dựng bằng xương máu đỏ thịt gân, chứa già chết bệnh từng phần, cống cao lừa dối dáng duyên nổi gì. Xe vua đẹp có ngày cũng cũ, thân thể rồi ủ rũ tàn phai, pháp lành trẻ mãi còn hoài, hãy nên khắc cốt những lời thánh nhân. Trẻ ít học già không hiểu biết, chẳng khác gì bò đực lớn đầu, thân to cơ bắp khỏe mau, nhưng không trí tuệ khác nào bóng đêm. Lang thang suốt luân hồi bao kiếp, quyết đi tìm ông sếp xây nhà, tìm hoài tìm mãi không ra, tái sanh khổ lụy đọa xa ba đường.
Này ta cấm ngươi không xây nữa, phá cột kèo, ván cửa, rui mè. Này ta đã chứng niết bàn, ái tham chấp thủ tiêu tan hết rồi. Lúc còn trẻ chẳng màng đạo đức, không học nghề tự lập lo thân. Đến già gặp phải khó khăn, như cò ủ rũ không còn cá tôm. Có người trẻ chẳng rèn đức hạnh, không luyện nghề không lãnh tiền lương. Khi già buồn tuổi sầu vương, nhớ về dĩ vãng thở than vắng dài. Chương 12. Phẩm tự ngã. Atavaka. Người đánh giá bản thân là quý, phải chính tâm bảo vệ lấy mình. Ngày đêm người trí giữ gìn, luôn trong tỉnh thức tình minh cõi lòng. Người trí tuệ bản thân vững chãi, tự chủ mình hoàn thiện chánh chân. Xong rồi giáo hóa tha nhân, sống trong gương mẫu thế gian nể vị. Người gương mẫu thực hành hoàn tất, mới đem ra giáo dục thế nhân. Tự mình làm chủ thân tâm, soi gương nhân cách hạnh lành truyền trao. Người sáng suốt tự nương mình vững, không tìm cầu dựa dẫm vào ai. Lành thay điều phục tâm này, biết tự điều phục không hay trên đời. Các điều ác do mình tạo tác, ác do tâm ai khác ngoài ta. Ác nhân nghiền nát người tà, như kim cương cứng nghiền qua đá thường. Như tầm gửi bám cây Phật Pháp, người buông lung giới đức chẳng gìn. Hạnh tà chuốc họa vào thân, kẻ thù sung sướng thấy mình tiêu tan. Làm điều ác không cần trình độ, hãm hại ta đau khổ dễ hơn. Khó thay làm thiện chánh chân, mình người lợi lạc bình an cõi đời. Kẻ ác kiến ngu si phỉ báng, giáo pháp hàng La Hán nhiệm màu. Hại mình như ngọn trúc lau, ngay khi trổ quả nhuốm màu diệt vong. Các điều ác do mình tự tạo, rồi vướng vào khổ não họa tai. Điều lành ta tạo hôm nay, quả an vui đến sớm mai là thường. Nên hiểu rõ sạch trong nhơ uế, hành động do gốc rễ từ tâm. Cậy nhờ tha lực khó thành, đổ lỗi tại bởi sao đành không nên. Dù phụng sự vị tha thiết thực, xin chớ quên thực tập lợi mình. Chuyên tâm học pháp cao minh, hướng về giải thoát đạt thành mới thôi. Chương 13. Phẩm thế gian. Lokavaka. Người sáng suốt chớ ôm tà kiến, sống buồn lùng ti tiện qua ngày. Nghiệp tà vậy chớ kéo dài, được vậy sinh tử luân hồi sớm ra. Luôn tinh tấn không mê lạc thú, hành thanh cao tu sĩ thường ghi. Trang nghiêm giới đức hành trì, hai đời hưởng phúc chỉ vì tu tâm. Hãy quán tưởng trong đời trần tục, mọi thứ như bọt nước huyễn vong. Đến khi ngộ lẽ vô thường, tử thần không thể lần đường chân nhân. Cõi hồng trần đẹp tuồng ảo mộng, như xe vua hoành tráng gấm thêu. Kẻ ngu tham đắm chắc chiêu, người khôn tỉnh thức chẳng yêu nhiễm đời. Dù quá khứ buông lung dục lạc, nhưng về sau tỉnh thức chuyển tâm. Làm lành tỏa sáng trần gian, như trăng rằm chiếu không còn mây che. Dù ngày trước gây bao tội lỗi, nhưng hôm nay sám hối hồi tâm. Làm lành tỏa sáng trần gian, như trăng rằm chiếu không còn mây che. Kẻ mù tối thế gian đầy dẫy, người sáng trong có mấy trên đời. Như chim khôn chẳng vướng mồi, người tu đạo đức an vui cõi trời. Như trời thẳm thiên nga uốn liền, có thần thông ẩn hiện không gian. Trí nhân thoát chốn hồng trần, vượt qua ma chướng vững vàng đường tu. Với những kẻ chẳng tôn trọng pháp,
dùng lòng ngôn lừa lọc rêu rao. Ghét thiện bác bỏ đời sau, lún sâu đường ác ngày nào vượt ra. Kẻ keo kiệt không sanh thiên giới, người dại ngu chẳng đoái tình thương. Người hiền thích sống thiện lương, đời sau hưởng phúc khác thường thế nhân. Chứng sơ quả thánh nhân rạng rỡ, hơn cõi trời thiên chủ uy quyền. Hơn trời trong chốn càn khôn, khó tìm trong cõi bụi hồng người hơn. Chương 14. Phẩm Phật Đà. Buddha Vatga. Phật chiến thắng hoàn toàn cõi trược, tham ái trừ tuệ giác sâu ngần. Không lưu dấu vết trần gian, đố ai vẽ được bước chân vượt đời. Bậc giải thoát lưới tham ái dục, hết tái sanh tuệ giác sâu ngần. Không lưu dấu vết trần gian, đố ai vẽ được bước chân vượt đời. Người có trí thiền hành tinh tấn, tìm niềm vui trong hạnh viễn ly. Đêm ngày tỉnh thức luôn khi, trời người kính trọng sánh vì trăng sao. Thật hạnh phúc làm người nhân đức, quả khó thay sống thật tình thanh. Khó thay nghe pháp thực hành, khó thay gặp Phật chứng thành quả cao. Mọi hoàn cảnh không làm bất thiện, dù khó khăn phát triển nhân lành. Luyện tâm rèn ý tình thanh, là lời Phật dạy đành rành xưa nay. Tu nhẫn nhục khổ hành đáng quý, đạt niết bàn quả vị tối cao. Chúng sinh chẳng hại tơ hào, hành sa môn ấy cao sâu khó bàn. Không phỉ báng không làm thương tổn, làm chủ mình giới bổn vẹn toàn. Điều hòa ăn uống định thiền, sống đời an tịnh không phiền một ai. Dù mưa trải bạc vàng chưa thỏa, lòng dục tham không đáy xưa nay. Trí nhân hiểu rõ điều này, khổ nhiều vui ít không sai bao giờ. Ngộ lẽ ấy người tu học Phật, chẳng đam mê dục lạc người trời. Quyết lòng chuyển hóa thảnh thơi, không còn tham ái rạng ngời nhân gian. Trong nguy khổ tìm người nương tựa, hoặc thần linh rừng trú non cao. Miếu đình cây vật hang sâu, vải vàng hiến tế mong sao an lành. Nương tựa ấy hoàn toàn vô bổ, tìm loanh quanh nhiều chỗ bất an. Khổ đau còn đó chưa tan, chỉ do mê tín chẳng thành tựu chi. Người có phước tìm về tam bảo, Phật pháp tăng quý báu khó hơn. Khó khăn bất hạnh tựa nương, dùng bốn chân lý làm phương thoát nạn. Thấy đau khổ nguyên nhân gây khổ, thấy niết bàn thánh lộ tám ngành, đưa người đến chốn bình an, không còn bất hạnh trần gian muộn phiền. Nương tựa ấy tạo nên quả phước, nguồn tâm linh thể đạt an vui. Người khôn nương tựa đời đời, vẫy chào đau khổ thảnh thơi cuộc đời. Bậc trí tuệ vun bồi giới đức, tìm khắp nơi hiếm được một người. Chỗ nào có bậc trí tài, sớm làng hạnh phúc cuộc đời bình an. Ôi hạnh phúc Như Lai thị hiện, pháp cao siêu lăng chuyển khắp nơi. Tăng đoàn hòa hợp đạo trời, bốn hàng đệ tử cùng vui tu hành. Biết lễ kính những người đáng kính, Phật thánh hiền đức hạnh thanh cao. Những người chướng ngại sạch lầu, não phiền dứt sạch khổ đau giả từ. Nhờ cung kính chân tu quảng đại, bậc tình an tự tại thấy nghe. Không còn sợ hãi sầu mê, phước lành mỹ mãn đề huệ bên ta. Chương 15. Phẩm An Lạc. Sukhavaka. Phúc thay sống giữa người thù hận, lòng thảnh thơi chẳng giận hờn ai. Lành thay
sống giữa chua cay, không hề oán hận nguôi ngoai cõi lòng. Phúc thầy sống giữa người đau bệnh, chẳng hề chi khỏe mạnh tấm thân. Lành thay sống giữa nguy nan, bình an vô sự, an toàn trước sau. Phúc thầy sống giữa người khát dục, lòng vững dưng gạn đục khơi trong. Lành thay sống giữa vô thường, lòng không ham muốn, không vương khổ sầu. Phúc thầy sống giữa người chấp hữu, nhìn vô tham, vô ngã, không sầu. Cõi lòng an lạc vô cầu, vùi như thiên giới đứng đầu Quan Âm. Người chiến thắng thường gây thù oán, kẻ bại thua uất hận khổ đau. Vui thay hòa hợp trước sau, bỏ qua thắng bại dâng trào niềm vui. Trong các lửa dục tham số một, còn tâm sân vượt trội quân ma. Khổ nào sánh kịp chấp ta, niết bàn tối thượng thật là lạc an. Cơn đói khát chính là bệnh dữ, chấp cái ta bệnh khổ nhiều hơn. Vượt qua bị thử ngã nhân, niết bàn chứng đắc các tường an vui. Có sức khỏe còn hơn tặng phẩm, biết đủ là tài sản tối cao. Chân tình là bạn tâm giao, niết bàn số một phúc nào sánh hơn. Người nếm vị thanh cao ẩn dật, vui niết bàn an lạc khó hơn. Nhiễm ô sợ hãi đâu còn, thấm nhuần pháp hỷ tâm không vướng gì. Thật may mắn thánh nhân gặp mặt, được gần bên hạnh phúc nào hơn. Phúc thay chẳng gặp ngu nhân, càng xa khỏi họ càng an lành nhiều. Cùng chung sống với người ngu tối, khổ khác gì sống với kẻ thù. Sống chung người trí vô ưu, như cùng thân quyến chẳng lo sợ gì. Với những bậc tinh thông sáng suốt, người giữ gìn giới đức thánh nhân, quyết lòng gần gũi kết thân, như trăng soi sáng con đường đang đi. Chương 16 Phẩm Hỷ Ái Pia Vaka. Cố đeo đuổi điều nên xa lánh, việc đáng theo lại tránh không làm. Bỏ mục tiêu vướng ái tham, nỡ nào ganh ghét người ham tu hành. Chớ gần gũi người thương quá đỗi, đừng gần người bực bội ghét mình. Thương không gặp khổ muôn phần, tiếp duyên kẻ ghét ngút ngàn khổ đau. Hiểu được thế chớ yêu chớ nhớ, yêu xa nhau đau khổ biệt ly. Vẫy chào yêu ghét sầu bi, cắt dây trói buộc còn gì sướng hơn. Gốc tham ái sanh ra đau khổ, tạo sầu bi lo sợ ngã nhân. Ai trừ tham ái khỏi tâm, xa lìa sợ hãi không còn sầu bi. Gốc luyến ái sanh ra đau khổ, tạo sầu bi lo sợ ngã nhân. Ai trừ luyến ái khỏi tâm, xa lìa sợ hãi không còn sầu bi. Gốc hỷ ái sanh ra đau khổ, tạo sầu bi lo sợ ngã nhân. Ai trừ hỷ ái khỏi tâm, xa lìa sợ hãi không còn sầu bi. Gốc dục ái sanh ra đau khổ, tạo sầu bi lo sợ ngã nhân. Ai trừ dục ái khỏi tâm, xa lìa sợ hãi không còn sầu bi. Gốc khát ái sanh ra đau khổ, tạo sầu bi lo sợ ngã nhân. Ai trừ khát ái khỏi tâm, xa lìa sợ hãi không còn sầu bi. Người giới đức tuệ tri đầy đủ, nương pháp lành chứng ngộ lý nhân. Làm xong những việc phải làm, mọi người kính nể mười phân vẹn mười. Niết bàn chứng ly ngôn tông chỉ, quả tam hiền tuệ trí viên thông. Lìa dục lạc tịnh cõi lòng, bậc chân nhân đó ngược dòng thế gian. Như lữ khách biệt tâm xa vắng, nay trở về lành lặng bình an. Bạn bè thân quyến hân hoan, chúc mừng sum họp xóm làng chia vui. Cũng như thế với người làm thiện, bao đời qua cho đến đời nay,
quả lành chào đón hai tay, chúc mừng hạnh phúc khó ai được bằng. Chương 17 Phẩm Sân Hận Khoda Phaka. Tu chuyển hóa không còn giận tức, đã lìa xa danh sắc mạng tham, không còn kiết sử buộc ràng, người vô sản ấy xua tan khổ sầu. Dừng phẫn nộ khi tâm tức giận, như đạp phanh xe thắng lại ngay, xứng danh người lái xe tài, còn những người khác là nài cầm cương. Dùng không hận vượt qua cơn giận, bố thí nhiều chiến thắng sẻn tham, nhân từ chinh phục ác gian, dùng tâm chân thật thắng ngàn ngụy trang. Dù nghèo khó thực hành ban tặng, chuyển hóa tâm sân hận không còn, nói lời ái ngữ thật lòng, đây là điều kiện sanh lên cõi trời. Người gieo rắc tình thương bất hại, khắp mọi nơi tự tại thân tâm, lìa phiền não hướng niết bàn, khổ đau kết thúc bình an giữa đời. Người tỉnh thức ngày đêm tinh tấn, học và tu cố gắng song hành, một lòng hướng đến niết bàn, vượt qua lậu hoặc dễ dàng thành công. Người im lặng bị chê không biết, kẻ phát ngôn mang tiếng lắm lời, có ai không bị chê cười, thị phi là thói miệng đời xưa nay. Như quy luật điều này kim cổ, chẳng ai từng toàn bị chê thôi, cũng không mãi được khen hoài, khen chê là thói miệng đời bận chi. Người có trí sống không tì vết, giới hạnh và định tuệ tròn đầy, ai thường thẩm sát vị này, công tâm tán thán nể người chân tu. Người giữ giới như vàng óng ánh, một lòng tu đức hạnh cao vời, xứng danh khen ngợi của đời, phạm thiên cũng phải ngỏ lời tán dương. Thân làm chủ thì đừng cáu giận, phòng hộ thân sẽ đặng an lành, các điều xấu ác chớ làm, những điều đạo đức tinh cần không quên. Làm chủ miệng thì đừng cáu giận, phòng hộ lời sẽ đặng an lành, không lời thô ác cọc cằn, những lời từ ái tinh cần không quên. Làm chủ ý thì không cáu giận, phòng hộ tâm sẽ đặng an lành, tâm không tà kiến dữ dằn, tư duy chân chánh tinh cần không quên. Bậc hiền trí điều thân miệng ý, gìn cả ba tỉ mỉ không quên, thân lành lời đẹp ý chân, hoàn thành điều phục không còn bợn nhơ. Chương 18 Phẩm Cấu Uế Malavaka. Thân thể sẽ tàn như lá úa, thân chết luôn chầu chực kề bên, ở đời mạng sống vô thường, hành trang chưa đủ đường trường mệt hơi. Hãy xây dựng cho mình hòn đảo, gấp tinh cần vì đạo tu hành, dứt phiền não ý tình thanh, lên miền đất thánh tái sanh trời lành. Này thân thể tàn suy sắp hết, gặp Diêm Vương thần chết kề bên, giữa đường không thể nghỉ chân, hành trang chưa đủ dặm đàn mệt hơi. Hãy xây dựng cho mình hòn đảo, gấp tinh cần vì đạo tu hành, dứt phiền não ý tình thanh, không còn già chết tử sanh đèo bồng. Bậc hiền trí tự mình nỗ lực, chuyển uế tâm gạn đục khơi trong, cũng như thợ giỏi luyện vàng, không còn tạp chất tinh rồng hoàng kim. Chất rỉ sét sanh ra từ sắc, lại ăn mòn thanh sắc dần dần, ác nhân gieo nghiệp chẳng lành, tạo thành quả ác tự mình vương mang. Không tụng niệm làm nhơ kinh điển, không quét lau làm bẩn cửa nhà, biến lười nhan sắc mau già, kẻ phóng dật luôn lơ là phòng canh. Thiểu tiết hạnh tan tành phụ nữ, keo kiệt thường thích giữ không cho, ác tà là một vết nhơ, đời này đời tới
lờ mờ khổ đau. Trong tất cả bẩn nhơ vừa kể, vô minh là cấu uế đứng đầu. Người tu siêng học pháp màu, xứng hạng vô nhiễm, vượt cầu tử sinh. Không hổ thẹn thói này dễ quá, lỗ mãn như chim quạ cắn lưng. Chê bai, ngã mạn ngông cuồng, nhiễm ô liều lĩnh trăm đường trái ngang. Đẹp biết mấy, người thường hổ thẹn, sống vô tư khiêm tốn hài hòa, buộc rằng nhất quyết lìa xa, giữ tâm sáng suốt thật thà tịnh thanh. Có những kẻ sát sanh hại vật, của không cho cướp đoạt về mình, dối gian nghiện ngập ngoại tình, tự đào mộ huyệt, tự chôn cuộc đời. Chính vì thế người khôn nên biết, chế ngự tâm thì ác diệt vong, tham làm tội lỗi cùng đường, khổ đau lận đận đoạn trường khó ngưng. Do tâm đạo hoặc lòng hoan hỷ, mà có người bố thí cúng dường, ai người bất mãn ganh hờn, ngày đêm khó được định tâm an lành. Ai bỏ được hờn căm ganh ghét, biết vui theo hạnh phúc của người, ngày đêm tùy hỷ tươi cười, định tâm đạt được giữa đời trái ngang. Lửa dữ nhất là tham ái nặng, chấp nào hơn thù hận tái tê, lưỡi nào hơn lưỡi si mê, song tình bể dục kéo lê bao người. Bười móc lỗi của người dễ ẹt, như quạt quay thổi trấu ra ngoài. Lỗi mình che giấu đêm ngày, khác gì gian lận chơi bài quen tay. Kẻ nhếch mắt truy tìm lầm lỗi, thường cống cao chỉ trích chê bai, não phiền theo đó tăng hoài, cõi lòng an tịnh biết ngày nào đây. Hư không vốn không lưu dấu vết, ngoài Phật môn khó kiếm sa môn. Đời ham tranh luận vui mờm, Như Lai an tịnh không còn hơn thua. Hư không vốn không lưu dấu vết, ngoài Phật môn khó kiếm sa môn. Hữu vi biến đổi vô thường, Như Lai an tịnh không còn đồng tâm. Chương 19. Phẩm Pháp Trụ Dhammatavakkha. Bậc Pháp Trụ là người chuẩn mực, không sống theo chuyên chế cực đoan, trí nhân cư xử cân phân, chánh tà đen trắng rõ ràng không sai. Bậc Pháp Trụ là người trí giác, sống công bằng dẫn dắt mọi người, không còn chuyên chế lòng quyền, sống theo luật pháp cho đời thăng hoa. Bậc hiền trí chẳng do hiểu rộng hay nói nhiều những chuyện trên đời, không thù không oán sợ người, an hòa đức độ rạng ngời chánh chân. Người trì pháp chẳng do lắm miệng, biết noi theo chuẩn mực pháp màu, thực hành chẳng chút lãng sao, không còn phóng túng thẩm sâu đạo vàng. Gọi trưởng lão chẳng vì tóc bạc, hoặc sống lâu tuổi tác đã cao. Những ai đức trí không sâu, già đầu mê muội khác nào lão ngu. Người thông đạt bốn điều chân lý, chủ giác quan tuệ trí chánh chân, không còn lậu hoặc tình thanh, trưởng lão như vậy xứng danh đạo đời. Đâu phải đẹp hoặc tài hùng biện mà trở thành người thiện chánh chân. Ai không ích kỷ hờn ganh, không còn cao ngạo xứng danh bậc hiền. Bậc hiền thiện là người dứt được tham sân si nguồn gốc khổ đau, tỏ thông trí tuệ lầu lầu, đức tài ngời sáng đạo màu tràn dân. Là tu sĩ đâu do đầu trọc, phải thực hành dứt sạch dục tham, không còn phóng túng dối gian, hạng sa môn ấy chánh chân trọn đời. Ai chuyển hóa ác nhân lớn nhỏ, dứt tham sân sáng tỏ nguồn tâm, không còn ác pháp tịnh thanh, hạng sa môn ấy xứng danh trên đời. Người tu sĩ phải đâu hành khất, chỉ biết ôm bình bát xin ăn. Người tu chánh pháp hiểu rành, giới hạnh đầy đủ, trí nhân sáng ngời. Người tu sĩ vượt qua thiện ác,
sống giữ gìn giới đức thanh cao, dùng nguồn trí tuệ cao sâu xét soi vạn pháp đạo màu tràn dân. Chỉ im lặng mà tâm vô trí, đâu gọi là ẩn sĩ đạo cao. Trí nhân chọn thiện rất mau, cán cân hạnh phúc đi đầu mọi duyên. Bậc ẩn sĩ trong ngoài thấu hiểu đời bây giờ và kiếp tương lai, dứt trừ ác pháp hôm nay, xứng danh Thích Tử Mâu Ni nhiệm màu. Bậc hiền thánh không gieo nghiệp sát, hại con người động vật sinh linh, tâm từ thương khắp chúng sinh, loài vô tình lẫn hữu tình như nhau. Chẳng vì cớ giữ gìn giới luật hay vin vào học đủ hiểu nhiều, chẳng vì thiền định cao siêu sống nơi thanh vắng sớm chiều độc cư, mà có thể tự cho chứng đắc, tự mãn lòng được phước viễn ly, trở nên sao lãng hành trì, đến khi lậu hoặc hết thì mới xong. Chương 20 Phẩm Đạo Magga Vagga. Bát chánh đạo là đường độc lộ, chân lý thì tứ đế cao sâu, lìa tham ái quả nhiệm màu, chứng nên pháp nhãn dẫn đầu hai chân. Bát chánh đạo không đường nào khác, tuệ cao siêu giải thoát tịnh thanh, noi theo đường ấy thực hành, não phiền dứt sạch ma quân quy hàng. Theo chánh đạo khổ đau chấm dứt, các chướng duyên kết thúc dễ dàng, Như Lai chỉ rõ con đường, trí tuệ tăng trưởng không còn tái sinh. Hãy thực tập nhiệt tình miên mật, Đức Như Lai là bậc chỉ đường, siêng tu thiền định chuyên rộng, vượt qua lưới ái ma vương nhiều đời. Bằng tuệ quán chiếu soi thế giới, các hành kia dính với vô thường, không còn đau khổ sầu vương, thênh thang cất bước con đường an vui. Bằng tuệ quán chiếu soi thế giới, các hành kia dính với khổ đau, không còn bất hạnh muộn sầu, con đường thanh tịnh đạo màu an vui. Bằng tuệ quán chiếu soi tất cả, các hành kia vô ngã xưa nay, không còn đau khổ ngay đây, đạo vàng an lạc phút giây hiện tiền. Khi cần thiết thì không nỗ lực, lúc trẻ trung biến nhát buông lung, cầu an nhu nhược thủ thường, làm sao tìm được con đường cao siêu. Dình tâm thức, thân không làm ác, giữ ngữ ngôn rất mực chánh chân, hộ phòng ba nghiệp thân tâm, chứng nên đạo giác thánh nhân chỉ bày. Tu thiền định tăng nhanh trí tuệ, hiểu con đường hai ngã diệt sanh, tự mình nỗ lực thực hành, trau dồi tuệ giác đạt thành quả cao. Trong rừng núi, dục là số một, rừng dục làm sợ hãi sầu vương, đốn rừng ái dục sạch trân, người tu tịch tịnh con đường thanh cao. Dây tình ái gái trai chưa bỏ thì khó mong làm chủ được tâm, rơi vào tình trạng buộc ràng, bò con vú mẹ dặm đàn chẳng buông. Tự vứt bỏ sợi dây ái dục, như dùng tay bẻ đứt sen thu, đạo tịch tịnh hãy tiến tu, niết bàn an lạc từ từ chứng nên. Mùa đông hạ nơi đây ta ở, rồi mùa mưa cũng trụ chỗ này. Người ngu ỷ lại như vậy, đâu ngờ hiểm chết bủa vây ngóng chờ. Người vướng kẹt chấp mê sở hữu, con cái tôi, tài sản của tôi, tử thần theo bắt kéo lôi, như cơn lũ lớn cuốn trôi cả làng. Khi thần chết kề bên kiếp số, cha mẹ nào bảo hộ được đâu, người thân con cái sầu đau, nghiệp ai nấy chịu làm sao cứu nàng. Vô thường đến không ai giúp được, hiểu được rồi giới luật trang nghiêm, mau tu chuyển hóa tinh chuyên, niết bàn chứng đắc trọn nên đạo vàng. Chương 21 Phẩm Tạp Lục Pakinaka Vaka. Nhờ từ bỏ niềm vui nhỏ nhít mà đạt thành hạnh phúc lớn hơn,
thú vui ngũ dục chẳng màng, trí nhân hưởng đạt niết bàn an vui. Gieo đau khổ cho người bị hại, lại cầu mong gặt hái bình an. Những ai thù hận buộc ràng, không sao thoát khỏi trái ngang trong đời. Việc xứng đáng lại không làm tốt, việc chẳng gì lại trút vào thân. Người ngu ngạo mạn buông lung, đảo phiền lậu hoặc gia tăng đêm ngày. Quản thân thể do duyên bất tịnh, siêng năng làm những việc đáng làm, giữ gìn chánh niệm thân tâm, não phiền lậu hoặc tiêu tan hết liền. Giết mẹ ái, cha già ngã mạng, trừ hai vua tà kiến đoạn thường, dẹp 12 xứ ái tham, vị phạm chí ấy xứng hàng vô ưu. Giết mẹ ái, cha già ngã mạng, trừ hai vua tà kiến đoạn thường, diệt luôn hổ tướng nghi nan, vị phạm chí ấy xứng hàng vô ưu. Đệ tử Phật đêm ngày tỉnh thức, niệm Như Lai mười đức vẹn toàn, công phu làm chủ thân tâm, oai nghi chánh niệm chuyên cần thường xuyên. Đệ tử Phật đêm ngày tỉnh thức, niệm pháp màu năm đức vẹn toàn, công phu làm chủ thân tâm, oai nghi chánh niệm chuyên cần thường xuyên. Đệ tử Phật đêm ngày tỉnh thức, niệm tăng đoàn giới đức vẹn toàn, công phu làm chủ thân tâm, oai nghi chính niệm chuyên cần thường xuyên. Đệ tử Phật đêm ngày tỉnh thức, quán thân này cấu uế do duyên, công phu làm chủ thân tâm, oai nghi chính niệm chuyên cần thường xuyên. Đệ tử Phật đêm ngày tỉnh thức, hành từ bi không giết chúng sinh, công phu làm chủ thân tâm, niềm vui bất hại chuyên cần thường xuyên. Đệ tử Phật đêm ngày tỉnh thức, thực hành thiền chuyển hóa tham sân, công phu làm chủ thân tâm, oai nghi chính niệm chuyên cần thường xuyên. Thật đáng quý xuất gia chân chính, đời tại gia lắm chuyện khổ đau. Buồn thay bạn chẳng hiểu nhau, luân hồi chìm đắm muộn sầu chớ theo. Có chính tín vẹn toàn đức hạnh, danh dự tăng thánh sản cũng tăng. Nơi nào vị ấy đến thăm, mọi người kính nể xa gần tôn vinh. Bậc hiền thiện ở xa vẫn sáng, như núi cao tuyết trắng chói ngời. Ác nhân gần chẳng đoái hoài, như tên mất hút đêm dài vô minh. Đường độc lộ đức duyên thanh vắng, không cô đơn buồn chán một mình. Ngồi nằm đi đứng lặng thinh, rừng sâu thoải mái tình thanh cõi lòng. Chương 22 Phẩm Địa Ngục Niraja Vaka. Kẻ vọng ngữ nói sai sự thật, có nói không thêu dệt ba hoa. Kẻ ác chối chẳng phải ta, sống làm người xấu chết sa ngục hình. Kẻ khoác áo cà sa giả dạng, sống buông lung giới hạnh chẳng gìn. Ác do nghiệp ác hoành hành, chết sa cõi dữ ngục hình phải vương. Thà nuốt sắc đỏ hừng nóng bức, hơn buông lung giới đức chẳng gìn. Ăn đồ tín thí cúng dân, làm sao tiêu nổi nghiệp nhân nhận về. Bốn tai nạn chờ người dâm đảng, thích ngoại tình sống chẳng thủy chung. Ngủ không ngon giấc tai ương, bị đời chế giễu lầm đường ngục xa. Không chung thủy họa tai chờ đón, sống lo âu thấp thỏm ít vui. Vướng vòng luật pháp tiêu đời, một chồng một vợ rạng ngời phước duyên. Cỏ lau nắm mà sai tư thế, khó bình an khỏi họa xước tay. Sa môn giới hạnh chẳng ngay, đọa sa tù ngục biết ngày nào ra. Sống phóng đãng sáu căn chẳng giữ, giới đức thì ô uế đáng ngờ. Không theo hành thánh bỏ tà, quả cao khó chứng quả là không sai. Điều chân chánh cần làm dứt khoát, làm say mê trút hết khả năng.
xuất gia phóng đảng phá tăng, làm người tổn tín hoang mang bụi mù. Điều xấu ác không nên dính tới, làm xong rồi tù tội khổ đau. Nhân lành nỗ lực trồng sâu, tâm không tiếc nuối chẳng bao giờ phiền. Như thành lũy trong ngoài canh giữ, phòng hộ thân chớ có buông lung. Đời không tu tập trầm luân, đọa xa vì nỗi lầm đường trần duyên. Việc không thẹn thì luôn rây rứt, đúng lương tâm lại bực là sao? Sống theo tà kiến khổ đau, đọa xa cõi xấu ngập đầu trầm luân. Không đáng sợ thì luôn lo lắng, đáng sợ thì chẳng hoảng là sao? Sống theo tà kiến khổ đau, đọa xa cõi xấu ngập đầu trầm luân. Không có lỗi thì luôn buộc tội, có tội mà thoát khỏi là sao? Sống theo tà kiến khổ đau, đọa xa cõi xấu ngập đầu trầm luân. Người có lỗi thì cho có lỗi, không tội thì phải nói là không. Nói theo chánh kiến thông dông, chết sanh thiên giới, con đường an vui. Chương 23. Phẩm voi. Nagavaka. Như voi chiến xông pha giữa trận, hứng tên rơi đạn bắn tấn công, chịu lời phỉ báng không buồn, người tu tập biết xả buông nhẹ nhàng. Voi ngựa quý được đưa dự hội, được vua quan chọn cưỡi trên lưng, người hiền số một hồng trần, chịu bao phỉ báng của phường ác gian. Như ngựa giống và la thuần chủng, hay voi to ngà trắng đẹp ngần, những ai điều phục bản thân, tràn nghiêm giới hạnh, xứng hàng tối cao. Chẳng do cởi ngựa voi quý đắc, mà giúp người chứng đạt niết bàn. Những người chiến thắng bản thân, mục tiêu cứu cánh đắc thành dễ thôi. Voi tài hộ hung hăng khó phục, tiết mồ hôi phát dục mỗi khi, nhốt giam chẳng uống ăn gì, ngày đêm canh cánh hướng về rừng voi. Người biến nhát thường ham hưởng thụ, ăn uống nhiều nằm ngủ cả ngày, khác gì như lợn mập thay, kẻ ngu sinh tử khó ngày thoát ra. Bao ngày trước tâm thường lêu lỏng, theo thú vui dục vọng quay cuồng, hôm nay chế ngự được lòng, như người quản tượng cương thường điều voi. Hãy vui thích với không phóng dật, giữ gìn tâm tỉnh thức lạc an, vượt ngoài kiết sử buộc tràn, như voi nỗ lực thoát vòng lầy xa. Khi gặp được những người hiền trí, nên sống chung thỏa chí đồng hành, vượt qua tất cả hiểm nạn, sống trong chánh niệm an lành niềm vui. Nếu không gặp bạn hiền tuệ đức, đáng sống chung hạnh phúc đồng hành, thà vua bỏ lại nước thành, như voi cất bước quẩn quanh rừng già. Thà đơn độc sống trong hạnh phúc, giới trang nghiêm không bàn kẻ ngu, không còn buồn khổ vô tư, như voi trong chốn rừng sâu một mình. Thật hạnh phúc bạn khi cần thiết, biết đủ là hạnh phúc nào hơn. Vui thay chết để đức nhân, khổ đau chấm dứt trần gian niết bàn. Thật hạnh phúc dưỡng nuôi cha mẹ, phúc nào hơn kính lễ sa môn. Vui thay kính bậc thánh hiền, phúc thay chánh niệm hiện tiền ngay đây. Thật hạnh phúc tuổi già có đức, phúc nào hơn tuệ giác cao siêu. Vui thay chánh tín hiểu nhiều, phúc thay từ bỏ bao nhiêu ác tà. Chương 24. Phẩm tham ái. Tanhavaga. Người dễ dãi sống đời phóng dật, như dây leo ái dục tăng nhanh. Đời này kiếp khác truyền cành, như vườn luyến thoáng tham ăn quả rừng. Người nào sống trong vòng ba cõi, bị lòng tham khát ái buộc tràn, khổ sầu bất hạnh gia tăng, như trời mưa cỏ tràn lan ruộng vườn. Người nào sống trong vòng ba cõi, chuyển hóa xong tham ái buộc tràn, khổ đau sầu não tiêu tan, cũng như giọt nước lá sen lo gì. Này đệ tử,
Như Lai chỉ dạy, nhổ cội căn tham ái buộc đàn, phá tan uy lực ma quân, như dòng nước lũ ngập tràn bụi lâu. Như cây đốn gốc còn lại sống, sẽ đâm chồi mọc vững như xưa. Ái tùy miên khó giả tự, khổ đau già chết dây dưa nhiều đời. Ba sáu ái như dòng thác chảy, cuốn người theo khả ái vấn vương. Các nguồn tư tưởng ái thương, cuốn người tà kiến vào đường trầm luân. Dòng ái dục chảy quanh khắp chốn, như dây leo đeo bám thân cây, dùng gươm trí tuệ diệt ngay dây leo tham ái tại đây bây giờ. Bị ám ảnh niềm vui ái dục, mong bình an chẳng được vào đâu. Không còn tham ái đuôi đầu, sanh già kết thúc khổ đau không còn. Người bị vướng niềm vui ái dục, sống vẫy vùng hoảng hốt buộc tràn. Cũng như thỏ bị lưới giăng, chúng sanh đau khổ trầm luân lâu dài. Người bị vướng niềm vui tham ái, như thỏ sa lưới bẫy vẫy vùng. Người tu rũ bỏ sầu vương, vượt qua tham ái thoát đường tử sanh. Lìa rừng dục vướng vào rừng ái, thoát được rừng lại chạy theo rừng. Những người như vậy sầu vương, cởi dây trói lại buộc ràng khó buông. Xiềng bằng sắt dây mây cũng đứt, người dính vào tham dục khó buông. Của tiền con cái vợ chồng, như xiềng xích chặt khó lòng thoát ra. Xích tham ái thật bền khó chặt, ghi lún người sắc dục trầm luân. Trí nhân cắt bỏ buộc ràng, giả từ dục lạc không màng thông dông. Người đắm dục tự lao dòng khổ, như nhện giăng bắt bớ con mồi. Trí nhân bỏ ái an vui, không còn đau khổ giữa đời trầm luân. Buồn quá khứ tương lai hiện tại, trí cao siêu chẳng ngại thông dong. Đến bờ kia sống ngược dòng, không còn vướng kẹt trong vòng tử sanh. Người bị ý tà sai kích thích, ái tham tăng mê tít dục trần, trói mình trong chốn trầm luân, vẫy vùng khó thoát khỏi vòng khổ đau. Thường tỉnh giác quán thân bất tịnh, dẹp ý tà an định thân tâm. Diệt tan ma ái buộc ràng, sống trong tự tại tinh thần lạc an. Đích cứu cánh đạt rồi hết sợ, lìa ái tham ô uế não phiền. Nhổ tên sanh tử hiểm nàng, đây là thân chót trầm luân không còn. Lìa ái thủ, đây là thân chót, khéo biện tài từ nghĩa trước sau. Giảng rành chánh pháp nhiệm màu, xứng danh bậc trí rộng sâu trên đời. Ta điều phục lầu thông các pháp, không nhiễm ô ái diệt xả buông. Lầu hoặc tan trí tỏ tường, không thầy ta ngộ con đường cao siêu. Tặng Phật pháp vượt xa bố thí, lý chánh chân hơn vị ngọt ngon. Niềm vui pháp hỷ tuyệt trần, dứt tham ái khổ trầm luân tạ từ. Vật sở hữu hại người vô trí, không tìm về hương vị bờ kia. Kẻ ngu đắm của vị si, mình người bị hại khó lìa khổ đau. Cỏ phủ kín làm vườn hư hại, tánh tham lam phá hoại tấm thân. Cúng dường cho bậc vô tham, thiện nhân sẽ trổ quả lành lớn hơn. Cỏ phủ kín làm vườn hư hại, tâm hận sân phá hoại tấm thân. Cúng dường cho bậc vô sân, thiện nhân sẽ trổ quả lành lớn hơn. Cỏ phủ kín làm vườn hư hại, tâm si mê phá hoại tấm thân. Cúng dường cho bậc tuệ quan, thiện nhân sẽ trổ quả lành lớn hơn. Cỏ phủ kín làm vườn hư hại, tâm dục tham phá hoại tấm thân. Cúng dường cho bậc lìa tham, thiện nhân sẽ trổ quả lành lớn hơn. Chương 25. Phẩm Tỳ Kheo. Bhikkhu Vacca. Thật hạnh phúc giữ gìn hai mắt,
thật lành thay giữ tốt hai tai, giữ gìn lỗ mũi lưỡi này, sống trong điều phục ngay đây an lành. Thật hạnh phúc giữ gìn thân thể, thật lành thay phòng hộ ngữ ngôn, lành thay phòng ý ngoài trong, người tu phòng hộ không còn khổ đau. Người làm chủ tay chân bộ óc, làm chủ lời vui thích định thiền, độc thân biết đủ hạnh nghiêm, xứng danh tu sĩ trọn nên quả lành. Người tu sĩ giữ gìn cửa miệng, không cống cao giảng thiện cho đời, trình bày pháp nghĩa vừa lời, ngữ ngôn dịu ngọt giúp người bình an. Là hành giả mến yêu Phật Pháp, tư duy sâu câu Pháp vừa nghe, để tâm theo Pháp lìa mê, thực hành chánh Pháp dẫn về an vui. Điều mình được không chê lớn nhỏ, không hờn ganh với kẻ được hơn, tâm không tùy hỷ sầu vương, vọng tâm trỗi dậy khó mong định thiện. Dù được ít không chê nhỏ ít, hành siêng năng giới đức nghiêm trang, giữ gìn trọn vẹn thân tâm, chư thiên tán thưởng xứng danh tu hành. Tu vô ngã không còn chấp mắc, thân là ta, danh sắc của ta, dứt trừ chấp hết sầu lo, người tu như thế xứng là tỳ kheo. Bậc hành giả từ bi thực tập, tâm tín thành Phật Pháp cao sâu, chứng nên tịch tỉnh nhiệm màu, các hành an tịnh trước sau trong ngoài. Bậc hành giả tác thuyền cạn nước, thuyền rỗng không nhẹ lướt thật nhanh, diệt trừ si hận và tham, ắt rằng chứng đắc niết bàn thông dông. Năm đồn sử quyết tâm cắt đứt, năm buộc ràng trừ diệt hoàn toàn, bỏ năm phược học năm năng, xứng danh là bậc vượt dòng xưa nay. Làm hành giả hãy tu thiền quán, không buông lung say đắm dục trần, buông lung như ngọn lửa hồng, đốt thiêu gây khổ khó mong an lành. Thiếu trí tuệ khó mong thiền quán, không định thiền khó đặng trí màu, ai người định tuệ thâm sâu, niết bàn chứng đắc trước sau rõ ràng. Bậc hành giả ẩn tu nơi vắng, dìm tâm tư yên lặng hiện tiền, quán theo chánh pháp hành thiền, hưởng nguồn hạnh phúc siêu nhiên lạ thường. Người chính niệm thấu nguồn sanh diệt, thọ tưởng hành nhận thức xác thân, hưởng niềm an lạc hân hoan, các hàng bất tử hiểu rành trước sau. Người có trí sống luôn tri túc, gìn giác quan tu tập pháp môn, tinh cần giới hạnh vẹn tròn, thân gần thiện hữu không còn sầu đau. Khi ứng xử chánh chân thân thiện, hạnh đoan trang thể hiện trong ngoài, thấm nhuần hỷ lạc hiện đời, khổ đau kết thúc thảnh thơi niết bàn. Như cây lại bỏ cành tàn úa, mau hồi sinh cho lá thêm xanh. Cũng vậy tu sĩ chánh chân, thực hành tinh tấn tham sân dứt trừ. Bậc tịch tịnh chuyên tâm tu tập, thân tịnh thanh lời nói an lành, thực hành thiền định chuyên cần, bỏ thế sự hướng niết bàn an vui. Người tu học tự mình dò xét, đánh giá mình nhân cách đục trong, giữ gìn chánh niệm tự phòng, trụ an lạc để tâm không muộn phiền. Người tu Phật tự mình nương tựa, tìm được nguồn ẩn trú bản thân, tự mình điều phục nguồn tâm, như người buông có ngựa thuần đường xa. Người tu sĩ tâm thường hoan hỷ, đặt niềm tin pháp vị cao siêu, an lành tịch tịnh trọn nên, các hành hữu lậu lặng yên nhẹ nhàng. Bậc hành giả tuổi đời tuy nhỏ, tu pháp môn sáng tỏ nguồn tâm, trí màu soi sáng thế gian, như vần trăng thoát mây ngàn bủa giăng. Chương 26 Phẩm Bà La Môn Brahmana Vakka. Hãy tinh tấn dứt dòng ái dục, bỏ thú vui vật chất bao đời,
các hành đoạn diệt thảnh thơi, Bà La Môn ấy rạng ngời vô vi. Nhờ an trụ pháp tu chỉ quán mà tiến về biển ngạn an vui, Bà La Môn trí sáng ngời, diệt trừ kiết sử thảnh thơi đạo vàng. Người không chấp bờ này bờ nọ, tâm chẳng mạng chấp có chấp không, khổ đau dứt trói buộc buông, người tu ấy Bà La Môn tuyệt vời. Tu thiền định ẩn cư không nhiễm, lậu hoặc lìa bổn phận đã xong, hoàn thành mục đích tối tôn, người tu ấy Bà La Môn sáng ngời. Trời trăng sáng ngày đêm tùy lúc, các vua quan sáng rực kiếm cung, tu thiền chói sáng ngoài trong, trí tuệ Phật sáng soi chung đất trời. Người dứt ác xứng hàng phạm chí, hạnh thanh cao xứng vị sa môn, xuất gia hết cấu uế tâm, xứng danh thượng sĩ xuất trần xưa nay. Đừng hãm hại sa môn phạm chí, gặp nghịch duyên xin chớ trả thù, khổ thay hại bậc chân tu, chớ nên trả đũa oán cừu mà chi. Bậc phạm chí tâm không tham ái, không trả thù sân hại một ai, khổ đau dứt sạch trong ngoài, niềm vui to lớn nàng tai không còn. Người không tạo nghiệp nhân ác độc, miệng ý thân trau chuốt giữ gìn, hành vi lối sống tịnh thanh, xứng danh phạm chí hiền minh đức tự. Biết đền đáp ân sâu của bậc, hướng dẫn ta hiểu Phật pháp tăng, thành tâm lễ tạ cúng dạng, như người phạm chí thờ thần lửa kia. Gọi phạm chí đâu vì bệnh tóc, giai cấp hay chủng tộc bảy đời, chân thành chánh niệm thảnh thơi, Bà La Môn ấy sáng ngời đức tu. Phạm chí ngố chỉ lo bệnh tóc, lợi ích gì áo mặc da dê, tâm còn phiền não u mê, tu toàn hình thức đường về còn xa. Phạm chí ngố mặc y vá nhớp, da lộ gân thân hốc hác gầy, người tu thiền định đêm ngày, Bà La Môn ấy sánh tày núi cao. Phạm chí thật đâu do huyết thống, giai cấp cao nguồn gốc thọ sanh, ai không phiền não tịnh thanh, phạm chí không chấp cõi tâm an lành. Người dứt sạch cả mười trói buộc, không sầu lo được mất thua hơn, bao điều chấp trước xả buông, người tu ấy Bà La Môn tuyệt vời. Bậc phạm chí bỏ đai sân hận, cắt cương tham tà kiến tùy miên, vô minh hết trí trọn nên, hướng về giác ngộ thoát miền trầm luân. Lấy đức nhẫn làm quân xông trận, không ác tâm phỉ báng phạt hình, từ bi từ bỏ hận sân, Bà La Môn ấy sáng danh đạo đời. Không tức giận làm tròn bổn phận, giới thanh cao ái hận không còn, giác quan làm chủ luôn luôn, thân này cuối Bà La Môn sáng ngời. Người đã dứt dục tâm hoen ố, có khác gì nước đổ lá sen, cũng như hạt cải đầu kim, Bà La Môn ấy xứng hàng chân tu. Phạm chí học trên đời hiểu rõ, nào khổ đau gốc khổ niết bàn, nương theo chánh đạo tu hành, ái sạch giải thoát rạng danh trên đời. Người có trí thực hành hiểu rõ, nguồn gốc từ hai nẻo chánh tà, chứng đạo giải thoát sâu xa, Bà La Môn ấy thật là xứng danh. Không thân thiết cả tăng lẫn tục, hạnh độc cư thiểu dục hài lòng, như mây đây đó thông dong, an vui tự tại không còn sầu đau. Ngừng nghiệp sát tổn thương sinh mạng, yếu hơn ta hay mạnh khỏe hơn, không ưa sai bảo tán đồng, đây là phạm chí xứng hàng chân tu. Sống thân thiện giữa bao thù nghịch, giữ ôn hòa với địch hung hăng, tình thanh giữa chốn hồng trần, Bà La Môn ấy xứng hàng chân tu. Người tu tập không còn dính dáng tham sân si kiêu mạn tị hiềm, cũng như hạt cải đầu kim, Bà La Môn ấy trọn nên đạo vàng. Người tu tập nói lời từ ái,
chân thật và ích lợi cho đời, không hề làm mất lòng người. Bà La Môn ấy sáng ngời tấm gương. Người tu tập tránh xa trộm cắp, vật không cho không lấy chĩa chôm, cho dù lớn nhỏ quý thường, Bà La Môn ấy tấm gương sáng ngời. Không tham vọng đời này đời tới, không dính gì ba cõi trầm luân, buồn tất cả giải thoát tâm, Bà La Môn ấy rạng danh đạo đời. Người tu tập không vương ái dục, trí tuệ nhiều nghi hoặc không còn, chứng vào cảnh giới niết bàn, Bà La Môn ấy xứng hàng chân tu. Ai không vướng chuyện đời thiện ác, tu xả ly giải thoát buộc ràng, không sầu thanh tịnh lạc an, Bà La Môn ấy xứng hàng chân tu. Như trăng sáng thoát mây che khuất, an tịnh lòng hết trượt sáng trong, đam mê hiện hữu dứt xong, Bà La Môn ấy vào dòng thánh nhân. Hết tham ái không nghi không chấp, vượt hiểm nguy sống chết luân hồi, thực hành thiền định đến nơi, phạm chí tịch tịnh thảnh thơi vượt dòng. Vì lý tưởng xuất gia học đạo, lìa gia đình dục lạc chẳng màng, dứt trừ hiện hữu ái tham, Bà La Môn ấy xứng hàng chân tu. Vì lý tưởng xuất gia học đạo, lìa gia đình khác ái chẳng màng, dứt trừ hiện hữu ái tham, Bà La Môn ấy xứng hàng chân tu. Tu thoát khỏi buộc ràng hai cõi, thế giới người cảnh giới chư thiên, buộc ràng giải thoát không còn, Bà La Môn ấy vào dòng thánh nhân. Không vướng bận những điều ưa ghét, hết sanh y năm uẩn vượt qua, anh hùng chiến thắng nhiễm ô, Bà La Môn ấy thật là chân tu. Ai hiểu rõ đường đi sống chết, không nhiễm ô sáng suốt vượt lên, học tứ đế ngộ lý chân, Bà La Môn ấy xứng danh tu hành. Với hành giả mà trời thần quỷ, không một ai biết chỗ tái sanh, lậu hoặc hết chứng thánh nhân, Bà La Môn ấy xứng hàng chân tu. Người không dính vị lai quá khứ, hiện tại thì chẳng sở hữu gì, xả buông chẳng kẹt thứ chi, Bà La Môn ấy sánh vị trăng sao. Như trâu chúa sức thần uy dũng, bậc anh hùng chiến thắng nhiễm tham, trí màu giác ngộ tình thanh, Bà La Môn ấy xứng danh tu hành. Rõ quá khứ vị lai hiện tại, cõi trời người cảnh giới tái sanh, mầu ni thắng trí viên thành, tử sanh kết thúc sáng danh đạo đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.